Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Phòng ạ. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chung giúp em để không bỏ lỡ qua video của bên em nhá. Số điện thoại 0937481666 chính là số điện thoại bán hàng cho video này luôn. Vâng, ngày hôm nay em sưu tầm được vài cặp loa lời bãi xịn. Và thật các bác là nó quá hiếm. Phải nói là thực sự là không biết bao nhiêu lâu rồi mới gặp được một cái dòng loa lời nó đẹp như này. Thương hiệu của nó là Sắc Đàn Cao Mập đây mọi người nhá. Cao Mập cho tập đoàn Galaxy sản xuất cho nhá. Và đây em không mất thời gian các bác, em sẽ quay đầy đủ cho các bác một đôi loa lời. Phân tần làm kỹ lưỡng các bác nhá, đẹp luôn. Bát đời 2014 các bác nhá. Đời 2014 các bác nhìn này. Nó làm gân phải rất đẹp. Cái này là cái bẩn trên màng các bác nhá, cái bẩn trên màng. Gân phải rất là đẹp các bác nhá, củ rất là to. Các bác nhìn chưa? Củ rất là to. Đấy, tất cả thì zin toàn bộ các bác nhá. Zin toàn bộ luôn. Đấy. Đẹp luôn. Chép một chép các bác nhá, tiếng rất là hay. Thùng của nó làm cái kiểu vát vát cạnh rất là đẹp. Đấy, vát vát cạnh rất là dị dạng, rất là đẹp. Công suất của nó 80W, kháng trở 8 ohm. Đấy. Có nhìn chưa? Đấy, mã của nó là FM165. Công suất 80W, 8 ohm này. Đấy, rồi cái 9 decibel này. Đấy. Có nhìn chưa? Đó. Thùng gỗ các bác nhá, thùng gỗ. Ê, nó mới dị dạng. Rất là đẹp, nhưng mà rất tiếc là không có nhiều. Chỉ có vài cặp thôi các bác. Có nhìn là viền của nó này, nó làm bọc viền lẹp sắt xong rồi nó ép cái mảnh lại luôn. Đấy. Đấy, ok các bác. Đây là do vận chuyển và nó có những cái vết nhẹ nhẹ này. Cái này bác cho là thích bọc, cái bọc. Còn xé là cũng được, cho đẹp được. Còn là gì à? Nó khoe loa nó cũng được. Đấy. Bát 16 các bác nhá. Một bát 16, một chép. Đấy, một bát 16, một chép. Tiếng quá hay luôn. Đấy, tiếng rất tí tách, rất là chi tiết. Đấy. Đấy, các bác nhìn chưa? Ok. Chiều cao của thùng là 35 các bác nhá. Chiều cao thùng 35, ngang khoảng 22. Cao của thùng là 35. Chiều cao của thùng là 35. Các bác nhá. Từ đây này là 35, ngang 22, đúng nhá. Đấy. Thiết kế kiểu dòng loa full rất là chất, con nhìn này. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Có cả giá bắt được màu hồng cũng được này. Đấy, trên đầu cũng được luôn này. Trên đầu được luôn này. Đấy các bác nhá. Còn nó còn dán nguyên ma tiêm ma vạch cả trên này luôn. Đúng nhá. Đấy, trên đầu bắt cũng được, ngang hông được. Một loa quá đẹp các bác nhá. Quá đẹp. Rất tiếc không có nhiều. Và cặp này em đang bán cho tất cả anh em giá là 1.400.000 đồng bao ship cho anh em luôn, bát 16 thôi nhá. Và siêu lời, rất là hay các bác nhá. Có vài cặp này thôi, rất là dị, rất là đẹp. 1.400.000 đồng bao ship cho anh em luôn. Đấy, ok cho anh em. Và mọi chi tiết mua hàng thì mọi người điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại 0937 481 666 các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi video này.